mọi người xem đi. Anh nghĩ là mọi người cứ xem đi. Mình rất ấn tượng từ về quá khứ, hiện tại, ngoại hình, cách sống. Mình thấy rất là ấn tượng với bạn nữ này. Và chắc có lẽ là mình cũng có cảm tình với bạn nữ. Anh cũng rất là mong sẽ tỏ tình anh. Từ lúc mà mình bắt đầu quay trở lại mùa 2 thì đây là bạn nữ mà có ấn tượng với Gia Long nhất. Và khiến cho Gia Long cảm thấy là cuốn vào cái câu chuyện. Và bạn nữ cũng dẫn dắt được anh em để anh em có thể kiểu hiểu nhau hơn. Nên là Gia Long mới nói là nó qua cái chữ hay luôn. Nó là thú vị và nó rất là đặc biệt. Chắc là anh Duy Luân thôi. Nếu mà nói về 5 người đến tỏ tình hoàn mỹ mà nhắc đến nụ cười là chỉ có Duy Luân thôi. Ai cũng trong trường hợp anh nghi ngờ hết đó mọi người. Tại vì là ai cũng kiểu cũng gu của bạn nữ là chàng trai ấm áp này, rồi cao hơn bạn ý, rồi có rất là nhiều điểm chung. Nếu mà để bảo anh nghi ngờ nhất người nào thì anh hiện tại bây giờ anh cũng chưa nghĩ ra. Mình thấy bạn nữ ấn tượng đầu tiên với mình thì bạn nữ khá là xinh. Sau khi mà nghe bạn nữ chia sẻ về những câu chuyện của bạn đã trải qua trong quá khứ và thời điểm hiện tại thì mình thấy rất là đồng cảm và thấy rất là thương ấy. Mình thấy rất là thương bạn nữ bởi vì với một người con gái nhỏ bé, mong manh, dễ vỡ như vậy mà đã từng trải qua những cái chuyện mà nó rất là to lớn, nó rất là khủng khiếp như thế thì đối với mình, một người đàn ông, chắc mình cũng không chịu đựng nổi. Nhưng mà bạn đã vượt qua vào thời điểm hiện nay, thì bạn đã là một phiên bản rất là đẹp, bạn đã là một phiên bản rất là tươi tắn. Thì mình thấy như thế là mình rất là ấn tượng từ về quá khứ, hiện tại, ngoại hình, cách sống. Mình thấy rất là ấn tượng với bạn nữ này. Và chắc có lẽ là mình cũng có cảm tình với bạn nữ. Thực ra thì anh chưa đoán được và chưa có manh mối nào để đoán bạn nữ hôm nay đến đây tỏ tình ai. Nhưng mà anh cũng rất là mong sẽ tỏ tình anh. Bởi vì anh thấy là trong cái mindset của mình với bạn đấy thì hai người có một sự kết nối nhất định. Bởi vì anh là một người đã từng trải qua những cái vấn đề không phải về gia đình, nhưng mà anh đã từng trải qua những cái vấn đề về chữa lành, vấn đề về mà bạn đã từng trải qua rồi. Thì anh mong ấy, nếu không phải là một người yêu thì anh sẽ là một người bạn kết nối cùng bạn đấy và giúp bạn tìm ra một cái cách nào đấy để cho bạn chữa lành những cái tổn thương trong sâu thẳm trong bên trong bạn. Và anh rất là muốn là một người để giúp cho bạn ấy trở thành một phiên bản tốt nhất từ trước đến giờ. Mọi người xem đi. Anh nghĩ là mọi người cứ xem đi. Tính nó là hay nhưng mà thật sự là bạn hơn cả chữ hay, bạn thú vị. Bản thân mình thấy là từ lúc mà mình bắt đầu quay trở lại mùa 2 thì đây là bạn nữ mà có ấn tượng với Gia Long nhất. Và khiến cho Gia Long cảm thấy là cuốn vào cái câu chuyện. Và bạn nữ cũng dẫn dắt được anh em để anh em có thể kiểu hiểu nhau hơn. Nên là Gia Long mới nói là nó qua cái chữ hay luôn. Nó là thú vị và nó rất là đặc biệt. Ôi cái này khó nha. Mấy số trước thì Gia Long còn kiểu ngồi là khẳng định là ai chứ. Cái này khó tại vì hồi nãy bạn có nói là bạn có biết một người ở trong đây qua một người bạn ở trên nền tảng mạng xã hội. Thì Gia Long cũng cảm thấy là cũng không biết là ai. Từ nãy giờ cũng không ai nhận là cái người đó cả. Cho nên là cái này khó. Nhưng mà khả năng thì nếu như mà là bạn thì chắc là bạn cũng sẽ thích những người làm trong lĩnh vực diễn viên. Ví dụ như là có thể là anh Trung Huy nè, có thể là anh Duy Luân nè, có thể là mình ví dụ vậy. Thì cũng thật sự thì mình cũng cảm thấy là nếu như mà là mình thật sự thì mình cảm thấy nó thoải mái hơn. Bởi vì dù gì từ nãy giờ mình cũng đã hiểu là bạn nữ, bạn đang ở một cái tầng sóng nào để mình có thể bắt nhịp cùng với bạn. Cho nên là nếu như mà thật sự là mình thì mình cũng kiểu như là tự tin để mình có thể đi lên đó và ngồi chia sẻ và tâm sự tiếp về những cái câu chuyện riêng tư hơn mà nó không nằm trong từ khóa. Xinh. Rồi tiếp đến sau khi xem clip thì thấy sau một hồi nói chuyện thì thấy bạn nữ giống một phần câu chuyện của bạn Châu vừa rồi. Cũng là một cô gái khá là mạnh mẽ và bước ra từ những tổn thương từ quá khứ mà ra tới hiện tại. Thì điều đấy cũng là vui khi gặp được một cô gái khá là mạnh mẽ. Từ mấy tập gần đây thấy ai cũng là một cô gái cá tính độc lập. Thực ra thì
anh thấy đồng cảm hơn. Tại vì mình cũng giống như bạn, có những cái giống như bạn để mà mình hiểu được lý do vì sao bạn mạnh mẽ như vậy, hay là cảm thông được với những cái điều mà bạn đã trải qua. Chắc là anh Duy Luân thôi. Nếu mà nói về 5 người đến tỏ tình hoàn mỹ mà nhắc đến nụ cười là chỉ có Duy Luân thôi. Thì anh cũng là một nụ cười khúc này khó nhỉ. Nhưng mà để mà đoán thì anh đoán Duy Luân. Ấn tượng của anh về bản nữ chính đó chính là nhìn vẫn có nét kiểu dịu dàng dễ thương, nhưng mà vẫn có nét cá tính trong đấy nhá. Kiểu pha trộn giữa hai nét ấy. Vì thế kiểu làm anh rất là ấn tượng các bạn ý. Ai cũng trong trường hợp anh nghi ngờ hết á mọi người. Tại vì là ai cũng kiểu cung gu của bạn nữ là chàng trai ấm áp này, rồi cao hơn bạn ý, rồi có rất là nhiều điểm chung. Nếu mà để bảo anh nghi ngờ nhất người nào thì anh hiện tại bây giờ anh cũng chưa nghĩ ra. Nghĩ tỏ tình anh không mà chắc là không thôi, bởi vì là anh nghĩ rằng là thứ nhất là anh cũng không biết bạn nữ chính, cái thứ hai là về anh cũng không biết như nào, nhưng mà anh nghĩ rằng là chắc không đâu, bởi vì là anh cũng không biết bạn ý. Ấn tượng của anh với bạn này là bạn này rất là xinh. Nãy giờ ấy, kiểu như tập trung nói quá thì anh cũng không để ý, là cũng không có dấu hiệu nào là hôm nay bạn nói tới đây tỏ tình ai. Thì anh không biết. cũng có thể thôi chứ không biết được. Cũng có thể là anh, cũng có thể là tất cả mọi người. Tại vì nãy giờ mình cũng nói về những cái dấu hiệu chung chung thôi, chứ không có gì riêng tư hết.